Người ra cầu trước sẽ là Thùy Linh. Cầu đi ra ngoài, một tình huống đập cầu chéo sân không tốt của Thùy Linh. Điểm cho Phương Thúy 1-0. Đó, một pha bỏ nhỏ hay. 1-0. Đó là pha bỏ nhỏ không thành công của Phương Thúy. Thêm một điểm nữa cho Thùy Linh, 2-1. Liên tiếp là những điểm số dành cho Thùy Linh. Pha đập cầu chéo sân rất hiểm. 3-1. Các trọng tài sẽ định cầu ngoài sân. Có điểm cho Phương Thúy, 2-3. Một góc máy cho thấy tình huống bỏ nhỏ của Thùy Linh là chính xác như thế nào. Năm hai, thêm một điểm nữa dành cho vận động viên của Đồng Nai. Quá đáng tiếc cho pha bỏ nhỏ vừa rồi của Thùy Linh, một tình huống bỏ nhỏ rất kỹ thuật nhưng đáng tiếc lại đi ra ngoài. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-5. Khoảng cách giữa hai vận động viên bây giờ còn có 1 điểm thôi, 4-5. Một tình huống bỏ nhỏ, kỹ thuật của Thùy Linh đã giúp cô nới rộng khoảng cách lên thành 2 điểm, 6-4.
Lần này thì cú bỏ nhỏ của Thúy Linh không qua lưới. 5-6. Tỷ số được rút ngắn cho Phương Thúy của Bắc Giang. Lúc này thì Thùy Linh vẫn liên tiếp là người dẫn điểm trước Phương Thúy. Một tình huống mà Phương Thúy phán đoán sai khi cho rằng cầu sẽ đi ra ngoài. 7-5. Cầu ngoài sân. Tỷ số đưa rút ngắn xuống còn 6-7 cho Phương Thúy. Xuất sắc, 7-7. Trận đấu đã trở lại thế cân bằng với tình huống ghi điểm vừa rồi của Phương Thúy. Cầu đi ra ngoài. Một pha cầu mà Phương Thúy đã phải di chuyển rất vất vả trước những tình huống điều cầu của Thùy Linh. 8-7 nghiêng về vận động viên của Đồng Nai. Pha ghi điểm rất đẹp mắt của Thùy Linh. 9-7. Cầu ngoài sân, 17 rồi. Phòng thủ tốt. Một pha phòng thủ rất hay của Phương Thúy rút ngắn tỷ số xuống còn 8-10. Đây là tình huống mà Phương Thúy phản xạ cực nhanh trước pha đập mạnh của Thùy Linh.
Cầu đi ra ngoài. 11-8 cho Thùy Linh. Tình huống mà Phương Thúy đánh cầu về cuối sân hơi mạnh. Và nửa đầu set đấu đầu tiên đã khép lại với lợi thế dẫn 3 điểm thuộc về Thùy Linh. Đó là tình huống bỏ nhỏ rất thiếu chuẩn xác của Thùy Linh. Tình huống mà có vẻ như Thùy Linh đã lưỡng lự khi đưa ra quyết định. 9-11. Tình huống bỏ nhỏ rất sát lưới khiến cho pha cứu cầu của Phương Thúy không thành công. Như các trọng tài xác định cầu trong sân. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa tình huống vừa rồi. Mười mười hai, đúng là cầu trong sân. Tình huống thay đổi tiết tấu rất nhanh của Thùy Linh, bỏ nhỏ và thực hiện một pha đập cầu chéo sân. 13-10. Trần Thị Phương Thúy vẫn đang rất kiên trì bám đuổi trước những pha ghi điểm liên tiếp của Thùy Linh. 11-13. Cầu trong sân. 14-11.
15-11 cho Thùy Linh. Bây giờ là những điểm số liên tiếp của Thùy Linh, khoảng cách giữa hai tay vợt đã là 5 điểm rồi. 16-11. Mười bảy mười một, pha bỏ nhỏ xuất sắc của Thùy Linh. Khoảng cách giữa tay vợt số 1 và số 2 Việt Nam ở nội dung đơn nữ đang dần được thể hiện ở trong trận chung kết ngày hôm nay. Cầu không qua lưới, thêm một điểm nữa dành cho Thùy Linh. 18-11. Đó, tình huống đánh cầu đi ra ngoài. 19-11 rồi, hai điểm nữa thôi, Thùy Linh sẽ giành chiến thắng trong set đấu đầu tiên này. Game point dành cho Thùy Linh. Với khoảng cách 9 điểm thì không còn bất cứ cơ hội nào dành cho Phương Thúy nữa, ít nhất là trong set đấu này. Cứu được game point đầu tiên. 12-20. Và điểm số quyết định đã đến với Thùy Linh. Set đấu đầu tiên đã khép lại với chiến thắng 21-12 cho tay vợt tới từ Đồng Nai. Một chiến thắng cách biệt ở trong trận đấu quan trọng nhất tại nội dung đơn nữ trận chung kết. Chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi đến với set đấu thứ hai.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với set đấu thứ hai của trận chung kết đơn nữ, cuộc đối đầu giữa Thùy Linh và Phương Thúy. Trong set đấu đầu tiên thì Thùy Linh đã vượt qua Phương Thúy với tỷ số 21-12. Và trong set đấu thứ hai này thì Thùy Linh là tay vợt giành quyền giao cầu trước. Cầu ngoài. Điểm số đầu tiên của set đấu thứ hai thuộc về Phương Thúy, 1-0. Một đều. Cầu ra ngoài. Một pha phát cầu mạnh của Thùy Linh. 2-1 cho Phương Thúy. Quá dễ dàng cho Thùy Linh với tình huống cầu vừa rồi. Một tình huống lên lưới và đập cầu chuẩn xác. 2-2. Cầu không qua lưới. 2-2. Không, 3-2 cho Phương Thúy. Thêm một điểm nữa được ghi cho Phương Thúy, 4-2. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-4. Thêm một tình huống đánh cầu không qua lưới của Thùy Linh, 5-3 cho Phương Thúy. Đổi giao cầu, 4-5. Một pha trả giao cầu cực kỳ hiểm của Thùy Linh. Quá xuất sắc. Đó là pha đập cầu chéo sân ăn điểm của Thùy Linh, 5-5. Và bây giờ thì Thùy Linh vừa lên dẫn trước 6-5.
Cầu không qua lưới. Thêm một điểm nữa dành cho Thùy Linh. 7-5. Bỏ nhỏ không thành công. Một tình huống mà Thùy Linh tỏ ra rất tự tin với tình huống bỏ nhỏ của mình, nhưng đáng tiếc cầu không qua lưới. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 6-7. Thêm một điểm nữa cho Thùy Linh. 8-6. Cầu đi ra ngoài. Quá đáng tiếc. Một pha đập cầu rất cắm nhưng đáng tiếc lại đi ra ngoài. Trong gang tấc. Điểm cho Phương Thúy. Tỷ số bây giờ là 7-8. Một tình huống đánh cầu đi ra ngoài của Phương Thúy rất thiếu chuẩn xác. 9-7. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 8-9 sau một pha xử lý tốt của Phương Thúy khiến cho Thùy Linh không thể cứu cầu thành công. Những tình huống mà Thùy Linh đã nắm tiết tấu quá tốt. Quá nhiều những tình huống mà Phương Thúy phải chạy theo những pha xử lý của Thùy Linh. Và giống như trong set đấu đầu tiên thì nửa đầu set đấu thứ hai cũng khép lại với lợi thế dẫn 3 điểm thuộc về Thùy Linh. Tay vợt của đồng đài đang tạm thời dẫn trước tay vợt của chủ nhà Bắc Giang với tỷ số 11-8.
Trận đấu sẽ tiếp tục trở lại với quyền giao cầu thuộc về Thùy Linh. Cầu ngoài 12-8. Thêm một điểm nữa dành cho Thùy Linh, 13-8. Bỏ nhỏ không qua lưới. Điểm cho Phương Thúy 9-13. Mạch lên điểm của Thùy Linh đã dừng lại. Pha xử lý rất hay của Thùy Linh. Một trận đấu mà Thùy Linh đang cho thấy phong độ rất tốt của mình. 14-9. Quá nhiều những pha di chuyển, có phần bị động của Phương Thúy. Lần này thì cú đánh cầu của Thùy Linh lại quá mạnh và đi ra ngoài. Điểm cho Phương Thúy 10-15. Bây giờ thì khoảng cách giữa Thùy Linh và Phương Thúy lại là 6 điểm, 16-10. Cầu ngoài, 17-10. Championship Point đã ở rất gần với Thùy Linh rồi. Thêm một tình huống nữa. Không, như vậy là các trọng tài xác định cầu vẫn trong sân. Phán đoán của Thùy Linh là sai. Và điểm cho Phương Thúy 11-18. Thêm một điểm nữa dành cho Phương Thúy 12-18.
rất tốt. Đó, pha lập cầu chéo sân thành công của Thùy Linh. 19-12. Và Championship Point cho Nguyễn Thùy Linh. Cầu ngoài sân, 13-20. Có vẻ như đó tình huống của Thùy Linh cho rằng cầu vẫn trong sân. Và đã có điểm quyết định mang về tấm huy chương vàng cho Nguyễn Thùy Linh ở nội dung đơn nữ của giải cầu lông cá nhân quốc gia năm 2023. Sau hai set đấu thì Thùy Linh đã vượt qua Phương Thúy với tỷ số 21-12 và 21-13. Qua đó giành tấm huy chương vàng một cách đầy thuyết phục. Tài vật của đồng này chỉ mất hai set đấu để vượt qua được Phương Thúy của Bắc Giang. Như vậy là sau hai trận đấu chung kết đầu tiên thì các tài vật của Bắc Giang đều đã thi đấu xong. Ngay sau khi trận đấu giữa Nguyễn Thùy Linh của Đồng Nai với Trần Thị Phương Thúy của Bắc Giang kết thúc,